Rồi đây nè cô chú ơi, Chay Chay hôm nay mẹ Chay Chay đã về với Chay Chay rồi. Gì? Giờ bây giờ á Chay rất là ghiền ông ngoại, nhưng mà rồi mẹ nói để mẹ kể chuyện cho cô chú nghe, để mẹ đi lấy cho. Rồi ngồi im đây, mẹ đi lấy cho. Mẹ ở Chay rất là ghiền ông ngoại nên là đi rồi rồi. Chay rất là ghiền. Cái gì, đi lấy nước cô uống hả? Lấy nước uống à? Đây mày lấy nước uống. Chay đây coi thì chút cãi sao, đi lấy nước cho nó uống coi. Rồi đây nó uống nước xong rồi cô chú. À phở là cái gì đó bậy, tự nhiên nó phở. À kết mua đơn ông ngoại mà Vincent với ba Ly thì kêu ông nội nên là bây giờ nó kêu ông ngoại bằng ông nội luôn. Cái gì nó cũng ông nội ông nội đâu. Chay ơi. Xa ra nè, coi xa ra nè. Mà mày hỏi con, trời con mất mũi con Duyên vô dễ sợ không? Chay, ông nội đâu? Ông nội đâu? Ông nội nhủ hả? Mỗi lần hỏi ông nội đâu rồi nó ông nội nhủ, mà ông nội có nhủ đâu? À đi lên hả? Lên hả? Ờ lên. Rồi con tự lên đi. Đây đây mày dựng lên cho. Rồi ngồi coi xa ra nha, cái gì móc mũi gì còn vô duyên quá à. Chay, ông nội đâu? Oops. Ông nội đâu? Ông nội nhủ hả? Rồi bỏ ba xuống. Rồi đây nè, dựng đây nè. Rồi coi đi con. Ông nội nhủ. Đeo cái vòng đẹp đâu, khoe cô chú coi vòng đẹp đâu, vòng đeo tay đẹp đâu. Hai là tiếng Việt là không còn nói gì cho hết rồi cô chú ơi. Hôm qua mẹ đi làm về là trời đất ơi hả, kêu ba bảo không ở chứ kêu mẹ, nhìn không dám nhìn thẳng vô mặt mẹ luôn, mắc cỡ thẹn thùng. Cái kêu ôm mẹ đồ này kia, và đâu bắt đầu bu bám mẹ cho tới giờ luôn. Mẹ đang ở dưới đất ngồi chơi, cái kêu mẹ lên lầu mẹ lên lầu. Giờ nói tiếng Việt dữ lắm phải không. Mặc áo lịch sự dễ sợ hơn mặc áo có cổ lịch sự, quá lịch sự, ngồi hai chân bẹt ra. Bây giờ nằm lên nè, coi ngồi coi mệt rồi nè. Đổi tư thế cho đỡ mệt. Chay ơi Chay nói đi mẹ. Lên lầu. Có iPad. Đúng rồi. Cô chú. Ơi. I love you. Con ghê ghê hả? Ghê. Có ghê ghê không? Con nói cô chú ơi. Cái gì? Rủ lại coi. Cái đó là gì ta? Rồi con nói đi. Con nói con ghê ghê. Ghê đâu? Ghê. Mà bây giờ có sông môi không? Sông môi đâu? Sông môi đâu? Thấy chưa, con ta tự hát bài Happy Birthday vú vú đó. Hát đi con. Hát Happy Birthday vú vú đi. Trời ơi, đi xa có mấy ngày mà về là gặp lại là hả? Happy Birthday vú vú. Quá dữ luôn. Happy Birthday vú vú. Đúng rồi, giỏi quá, high five. Boom. Quá dữ luôn. Còn gì nữa không? Còn gì nè, còn gì mới nói cho cô chú nghe bậy đi. Hả? Còn gì mới lạ nữa không? Cái gì mà nó hơi hiếm có chút đó. Còn nói được chữ gì nữa ta? Bây giờ cái chữ gì nó cũng nói được hết đó. Con nói mẹ ơi cho cô chú. Nói mẹ ơi. Nói đi con. Nè Chay nói mẹ ơi. Chay nói mẹ ơi. Trời. Giờ Chay có đi chơi không? Cô đi đâu ba đâu? Ba. Con nói. À bây giờ hỏi Chay cái này vậy con nhớ không nè nha. Chay. Con có nhớ bà Dolores không Chay? No. Dolores. Con you remember Dolores? Yeah, con hỏi con nhớ không nè, nó nhớ á. Dolores. The lady next door, remember? No. Yeah, đúng rồi. Dolores. You love her? You love Dolores? Con có thương bà Dolores không? Cô nói dạ có. Dạ có. Đúng rồi, giỏi quá. Thấy không, nói đi lâu rồi, nó tưởng tượng, nó nhìn lên, nó suy nghĩ, nó nhớ liền, thấy không?
Hè này mà bà đi ra mà bà qua cái nữa là chay là lớn lớn lắm rồi, chay là qua ngồi uống trà đồ này kia chứ không còn cà nhông nữa. Con nói đi, Dolores. Dolores. Đúng rồi. I miss you. Đúng rồi. Nó biết là bà đi lo đạt là với bà đi lo đạt phải nói tiếng Anh. Đó, chị xong mau cho cô chú coi đi. Chú mỏ lên. Đưa mỏ mét mốt ra. Đúng rồi. Trời ơi, mắt luôn. Mắt mũi đâu, mũi đâu, chấm ngay lỗ mũi cái bữa giờ chưa có làm mũi. Đúng rồi, chấm ngay chỗ đó đó. Đó, đúng rồi. Đậm đậm lên. Chấm cho đậm đậm lên. Quá đẹp luôn. Rồi, xong rồi, cất vô. Nấu gì? Xong rồi. Ba mở. Không, cô nói ba mi. Đi đâu? Đi đâu? Đi lầu. Đi lầu hả? Đi lầu làm gì? Nhe răng ra cô chú coi rồi. Nhe ra. Đếm mấy cái rồi. Đếm. Mấy cái răng. Lên lầu hả? Tôi nói mẹ ơi. Lên lầu. Lên lầu làm gì? Nói nghe coi. Lên lầu làm gì? Ở đây ăn đi. Lên lầu nó không ăn. Không. Rồi bà ngoại nói ở đây ăn. Ở đây ăn xong rồi lên con. Nó biết nghe lời phải chưa? Con kiến đâu? Rồi nó con kiến nè, đâu con kiến đâu? Con kiến đâu, kiến mẹ mày bắt. À, mày con ơi. Ê phải không á? Không phải con kiến, cái đó là cái gì rớt á chứ không phải con kiến. Ghê quá. Có phải ghê ghê không? Có phải ghê ghê không? Ghê ghê á. Mà Lucky là con gì? Mèo. À, ừ, giờ nói tiếng Việt là không ai nói lại nó đó. Cái gì? Cái sâu gì? Đi bắt con sâu. À đi bắt con sâu hả? Lên bắt con sâu đâu? Lucky là con gì? Mèo. Đúng rồi. Không mèo đây nào, họ hỏi trời mày. Nè mẹ, bây giờ con có nhớ bà Dolores không? Dolores hả? Hả? Con nhớ Dolores không? Mẹ nó nhớ, nó nhớ bà Dolores nghe mẹ. Ừ. Vậy hả? Chơi chừng nào con về với ba? Ba. Vậy chừng nào về với ba? Ba. Mai. Có gì với Lucky không? Ừ. Mà Lucky là con gì? Mèo. À, à, cho con này nè. Ngoại lượm được cái này nè. Rồi chạy chạy đầu đi. Đó, chạy đầu trong ngoại đó nha, chạy hai máy nha, chạy sao gào không xuống hết nha. Đó. Rồi, chạy nhẹ nhẹ thôi, chạy mạnh dữ hả? Không, đây con hung đầu, hung hung tóc ông ngoại cái mày coi. Hung. Trời ơi, thương má. Thôi chạy đâu mẹ ha. Rồi chạy đâu mẹ đi. Ouch. Ouch. Ây da, đây nè, mà mẹ hỏi nè, mẹ đi con có nhớ mẹ không? Mẹ. Nhớ mẹ. Ừ. Rồi hồi tối này chi ngủ với ai? Ngủ với ai? Ngủ mẹ. Chi ngủ với ai? Trời ơi, coi chạy đâu nè, chạy. Chi ngủ với ai? Mà mẹ đi chi có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ, hôn mẹ miếng đi. Ouch. Hôn mẹ miếng đi. Hôn mẹ miếng đi. Đó, 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 đó. Làm mẹ hư tóc mẹ làm sao? Để tôi làm đi. Rồi, chảy đầu cho mẹ đi. Trời ơi, coi kìa. Ở bên chảy cột tóc cho mẹ đi, chảy cột tóc mẹ làm sao? Trời ơi, cột tóc là nắm, cái đó là nắm tóc chứ, nắm đầu chứ không phải cột tóc đâu. Cột tóc làm sao? Hỏi cô chú thấy con sơn môi có đẹp không? Nó tóc chay vậy hả? Đẹp quá. Sơn môi đâu chị cô chú coi sơn môi đâu? Sơn môi đâu? Sơn môi đó hả? Ouch. Ouch. Này mặc áo lịch sự quá. Cái áo này thật ra là mặc được một lần. Xong rồi cái khi mà bỏ vô khi mà bỏ vô giặt đồ đó mẹ. Thì cái rổ giặt đồ á, cái mình rổ màu trắng trắng ở nhà đó, cái nó bỏ bút chì màu nó vô. Ờ, hàng chì dính đó đó. Khoan rồi dì Sinh, mình nhớ dì Sinh không? Dạ. Khi mà dì Sinh bỏ đồ vô giặt thì dì Sinh đâu có biết là có trộn lẫn bút chì màu trong đó. Ờ. Rồi giặt xong con nói đồ là toàn dính màu hư hết một đống đồ luôn. Ủa. Rồi xong rồi cái chỗ cái máy giặt đồ đó nó đổ quét tổng luôn. Ủa.
phải cả mấy tháng á mới là hết ra. Rồi hát đi, cầm cái đó hát đi, cầm micro hát đi. Happy birthday you you. Happy birthday you you. Chú you là còn nhúng rồi dữ lắm. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Happy birthday. Rồi chị ăn ngoan cho cô chú coi đi. Mà múc vô thổi thổi. Thổi về ăn. Trời ơi. Có cô chú nào. Tại nó đưa cái càm dài quá, cái càm trúng trúng cái tô xích luôn rồi kìa. Thấy không ạ? Đó, để mày lấy cái giấy cho nha. Ngon quá. Tao nói đi ngon đúa. Đó, dính càm đi, để mày lấy giấy, đúng trời ơi quẹt tùm lum. Ăn đó là nó mẹ cho con giấy cho con răng nha. Rồi đó, cái cà mai mượn dài quá anh chi. Hấp vô ừ, giỏi chưa trời ơi, giỏi chưa, hấp vô không rồi trời, chui lấy con giấy cho miệng đi. Cái cô chú nào thấy chai ăn thèm ta, cô chú giờ mà coi chơi coi chơi buổi tối là thèm mì gói à, coi chơi buổi tối là thèm mì gói à, cái câu đó có lý nha. Trời ơi dính nữa, đừng có biết rồi, biết càm dài rồi, cầm biết càm vượt vơ lai rồi, nên đừng có phe nữa. Yeah, lúc bà con ăn, con đang ăn gì á? Con mì mì gói mì gói gói đúng rồi. Việt Nam mì gói không à? Ngon không? Trời ơi, càm dính nữa. Yeah, yeah, vỗ tay, chay giỏi quá. Hello đi con, hello mẹ ngăn đi con. Cầm cái muỗng con cầm cho vững. Muỗng bự quá. Ngon quá. Ngon quá, đúng rồi. Ngon không con? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Đúng rồi. Ngon. Mời cô chú làm sao? Rồi thôi được rồi đó. Rồi rồi rồi. Hấp vô, hấp mạnh vô. Mạnh vô. Ăn đàn và bà cô chú mới khen mới hương. Đây mẹ. Rồi chùi tay. Giỏi quá. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Giỏi búa. Thì giỏi lắm à. Mai về ăn ngoan lắm rồi, ăn hết đổ rồi. Ôi trời. Có gì nó dở, ăn đàng hoàng không có dở. Giờ nó dẫn người đó, giờ thấy camera này dẫn người đó. Làm màu rồi đó. Con cầm cái muỗng xích vô. Wow. Yeah. Con đút cho mẹ một bánh đi. Wow. Cái sao nó? Can we share? Bánh ngon búa. Trời ơi đổ chay ơi. Đưa cái miệng vô. Đưa cái mỏ vô. Đưa cái mỏ mét mốt vô đây. Rồi xích vô đúng rồi. Rồi xích vô đi con. À, cô chú coi nó hấp nè. Rồi hấp đây cầm tô lên hấp đây, cầm tô lên hấp cho cô. Nó không móc, cầm tô lên hấp cho cô chú coi. Bậy à, giờ bậy à, giờ bậy rồi đó. Hồi nãy mới hấp làm sao, hấp làm sao cho cô chú coi. Lớn mà cũng đàng hoàng. Người dữ ta. Người gần hả? Bên đây là người gần hả? Mẹ nè, bây giờ mẹ nói cho chay nghe nè. Hồi bữa mẹ mới đi Sapa về. Sau này mà cỡ chay mà cỡ 7-8 tuổi á, 8-9 tuổi á, là mẹ về Việt Nam đó, là mẹ dẫn chay nè, với anh hai bên Sình nè, với lại bên Bali nè, đi Sapa nghe chưa? Mình đi vô để mình thăm mấy bạn vùng cao nha chưa? Dạ. Để mẹ phải dẫn. Giỏi. Mẹ phải dẫn cho chị đi để cho chị biết. Ăn đu đồ hả?
mày phải dẫn chơi đi để chơi biết mấy bạn ở trên đó. Rồi cái để chơi phát quà cho mấy bạn trên đó nha. Ăn đi con, ăn đi con. Mấy bạn trên đó là cũng không có cái tô mì nào mà ăn đâu, mấy chơi nha. Thôi xạo quá, ăn nãy giờ giờ mới thổi. Diễn không à. Ngon chưa? Uống nước không? Mày lấy nước. Uống nước không? Con đứng đàng hoàng té lắm. Nè, uống nước nè. Rồi. Ăn tiếp đi con. Ngồi đàng hoàng. Mẹ mà cái chân mẹ mà còn khỏe khỏe mẹ. Lội bộ lên mấy cái vùng cao đó mẹ mới thấy được. Mẹ sợ mẹ đi không được hết chứ. Vài năm nữa mà đang chay 7-8 tuổi là mẹ đi không được á. Này cơ. Mẹ không nổi đâu. Từ cái chân mà đi lên cho tới cái chỗ qua trường đó là chạy xe cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ. Mà 2 tiếng đồng hồ đó con nói mẹ thấy đường bình thường đó, con nằm cũng ói không? Mẹ biết con đi xe đời nào con ói? Trời, sốc lắm hả? Trời đất ơi, sốc lên sốc xuống mà cái đường con nói thiệt bị xe bị ra cái gì qua này. Tôi xin lầy đó. Trời đất ơi, lúng rồi phải đẩy rồi phải xuống, con nói ngồi 2 tiếng đồng hồ để đi lên tới cái. Nhưng mà cũng chưa lột tả được hết cái sự vất vả. Cái video á. Cái đoạn đường á. Đi lớp giờ nắng. Trời ơi, đường xá ai đem làm đâu. Vậy mà mẹ thấy cô giáo chạy xe ngày nào cũng chạy. Đi lên rồi đi xuống, đi lên rồi đi xuống. Mà vừa chạy chở đồ nha. Vừa chỗ đồ lên để cho học sinh ăn buổi trưa, chứ không phải là chạy được. Công nhận cái cô đó tội ghê á. Ở nhà nấu xong rồi đem lên hả? Không biết ở nhà nấu, không phải mình chở đồ lên cho phụ huynh vô nấu. Thì đó, nước chủ yếu là ăn cơm trắng rồi với canh thôi mà, rồi lâu lâu có trứng ăn, thì còn chứ còn thịt bò thịt gà cá đâu kia là không có rồi đó. Cho em bé ăn với canh với cơm rồi. Vậy thôi đó. Rồi con nói thịt gà rồi nha. Con nói mẹ nó lạnh cỡ khoảng 7-8 độ nha, mà mưa nữa lúc nào cũng có sương mù, mà có đứa không có giày mà quanh năm là vậy. Mà mày biết giày á, mày biết ở Mỹ là mình biết rồi, giày là giày ấm á, thì ở trong nó có lông. Còn mà cái giày mua tặng cho tụi nó chỉ được cái đôi giày mà giày cho mình lúc mà ướt mưa thôi, thì giày đó đâu ấm. Con chứ bảo là vừa mang vớ là vừa mang giày, cái chân nó còn ăn cống. Mà mấy đứa đó đứa nào cũng bị bệnh về mũi luôn. Mấy đứa nó là mũi của tụi nó là cái mối thiệt tội. Là ở bên Mỹ nè, bên Mỹ có mùa 1 năm 2 mùa chứ sao. Mà Mỹ là người ta có tất cả những cái dụng cụ để cho giữ ấm, vô tới nhà là nhà ấm rồi. Còn đây là trước sau như một, y như là khách sạn ngàn sao không có máy sưởi. Nên là con nói là nhất định là phải dẫn con trai với ba lê với bình sình, kéo nguyên đám đi chỗ lên đó đi. Mình phải lớn mới biết chứ còn như vậy là chịu thua. Đó, cô chú ơi, bây giờ ai chay kêu nó đi ngủ trưa, còn nó lại ghế nó ngồi vậy đó. Bây giờ hiện tại là 2 giờ chiều rồi mà nó chưa chịu ngủ. Lấy cái cây đi ông ngoại ơi. Đó, nó ngồi vậy đó. Bước cạnh. Đó, cho ông ngoại quýnh trận đi. Rồi coi đó, coi đó được đời không. Nó không sợ mà. Kêu ông già đi cho đời. Nó sợ ông già. Có sợ ông già không? Ông già. Có sợ ông già không? Đó, rồi ông ngoại ông kêu ông già rồi. Ông già lên kìa mẹ ơi. Ông đi lên ông bắt ba con đi được kìa. Lẹ lên qua đây trốn, lẹ lên. Đứng lên ba ngoại đi. Trốn rồi, nó ngồi đó trốn rồi. Trốn kỹ ngay chỗ đó rồi, không ai thấy nó đâu. Ông già thấy cái cây đó không già. Rồi, nó trốn kỹ dữ lắm rồi. Trốn đi. Trốn đi. Trốn già, trốn già, trốn già. Trốn già. Trốn già. Ê, đỏ. Ui già. Đau quá hả?
cười 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 trốn với bệnh miệng cười có được không chú, coi giờ nó lên tới đây rồi nè, giờ nó lên trời, thôi 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 trời ơi trời ơi đừng đừng giùm mẹ cái đừng 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 rồi cảm ơn nha, chán chiêu mệt nữa. Tới giờ này vẫn chưa, mấy giờ rồi cô Tùng? 2:35 là nãy giờ nửa tiếng đồng hồ đó 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 đó, cái đó là mình cần quan trọng để mình đi về đó. Cô chú có sẵn sàng chưa, chơi với mẹ chuẩn bị đi về Mỹ rồi cô chú ơi. Chơi với mẹ chơi là còn có khoảng 10 ngày nữa thôi là mẹ chơi với chơi đi về Mỹ lại rồi. Mami à, money vậy hả con? Đó. Trời đất ơi, khổ khổ nổi thiệt rồi chứ. Coi đó. Trời ơi, đó, đẹp không? Để mẹ coi coi, đẹp không? Cái gì vậy chay? Liếm gì vậy? Trắng. Vậy cũng đi đi bỏ miệng liếm. Thôi con đưa đồng hồ với nhẫn cho mẹ đi. Sao? Ngồi đây làm gì? Nấu thì sao? Cái gì? Mấy giờ rồi? Mấy giờ? Mấy giờ? Múc chay lớn mẹ cho chay cái đó nha. Nha, giờ cho mẹ mượn mẹ đeo đi rồi múc múc mẹ lớn mẹ cho chay nha. Ú lộn, múc chay lớn mẹ cho chay nha. Dạ đi con. Con môi. Ồ, sưng môi hả? Giờ lấy nhẫn sưng môi luôn hả? Đây đây, đây đây mẹ cất chứ đừng có giỡn với mày. Hừ chay ơi chay, chay chay á chay. Không phải cái gì cũng chiều được đâu nha chay nha. Cô chú la con đó. Ừ, cô chú la con đó. Thôi lấy nhẫn tôi cũng bỏ vô vỏ nó kìa. Rồi vậy thôi bỏ vô vỏ đi, con cứ lột ra con bỏ vô vỏ cho mẹ đi. Rồi con lột ra con bỏ vô vỏ cho mẹ đi. Trời ơi. Bỏ vô. Rồi, rồi. Chén chiêu mệt. Rồi, để mẹ mượn coi. Rồi để mẹ mẹ đeo, mẹ đeo, mẹ đeo. Giờ tới mẹ đeo con. Giờ tới mẹ đeo. Bỏ. Bỏ vô hả? Mẹ bỏ. À mẹ bỏ rồi, mẹ bỏ. Thank you. Đóng lại đâu được đâu, bự quá. Phải lấy cái đồng hồ ra mới bỏ đóng lại được. Rồi con đóng lại đi. Giờ con đóng lại đi. Giờ đóng lại đi mới được. Giờ đóng lại là được rồi đó. Giờ con đóng lại là được rồi đó. Đóng lại đi con. Nè để em cất đây nè. Đây nè là chuẩn bị đi về nè đó, đi về với ba nè. Cất vô. Ừ, đi về với ba nha.